Liên quan vụ nhân viên văn thư kiêm thủ quỹ trường tiểu học Mạc Thị Bưởi, thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã quên không nộp bảo hiểm y tế cho hàng trăm học sinh dù đã thu tiền. Ủy ban nhân dân thành phố Buôn Ma Thuột đã có chỉ đạo thanh tra vào cuộc. Trước đó, trường tiểu học Mạc Thị Bưởi nhận được phản ánh của phụ huynh về việc đã đóng tiền bảo hiểm y tế cho học sinh nhưng chưa được gia hạn thẻ, dẫn đến không được hưởng chế độ bảo hiểm y tế theo quy định. Sau khi nhận được thông tin, nhà trường đã yêu cầu kiểm tra hồ sơ thu nộp bảo hiểm y tế học sinh năm học 2023-2024. Đến thời điểm kiểm tra, có 134 trên 278 trường hợp nộp chậm bảo hiểm y tế từ tháng 1 đến tháng 8 năm 2024. Nhà trường đã yêu cầu kiểm điểm nhân viên phụ trách. Đồng thời, người này đã xin lỗi phụ huynh nhận bồi thường toàn bộ kinh phí điều trị cho em học sinh. Trong sáng nay, Bảo hiểm xã hội Đắk Lắk thông tin, sau khi nhà trường chuyển tiền và danh sách, Bảo hiểm xã hội Đắk Lắk đã cấp thẻ bảo hiểm y tế cho 78 em.